Rồi, chào tất cả mấy em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận Casio giảm số bài tập ha. Hồi đầu tiên là bài tập tìm điểm cận. Tìm điểm cận thì mình sẽ có hai loại điểm cận là tìm cận đứng và tìm cận ngang. Tìm cận ngang thì tìm cận đứng á thì mình tìm nghiệm của mẫu ha. Nghiệm đây sẽ có nghiệm là bằng 1 với nghiệm nó là -1. Thì bấm máy là gì? Cái này con cộng cho 10 trừ 9. Này con cho 1 của 10 trừ 9. Ra số cộng trừ vô cùng thì đúng ha, ra số cộng trừ vô cùng thì đúng. Rồi bấm máy ha. Rồi con 1 cộng cho 10 mũ 9, 10 mũ trừ 9 chứ. Bằng kết quả ra -3/2, -3/2 lỗi ha. Tại nó không phải là cộng trừ vô cùng. Rồi tiếp tục con -1 cộng cho 10 mũ trừ 9. Rồi nó ra -4/9 với -9/7, số này chính là trừ vô cùng ha. Nó này nhận thì nó có một tiệm cận đứng là x = -1 ha, một tiệm cận đứng x = -1. Rồi mình tìm tiệm cận ngang. Tìm cận ngang bằng cách nào? Nhập vô màn hình con 10 mũ 9 và con -10 mũ 9, tức là mình con cho cộng vô cùng và trừ vô cùng á ha. Con 10 mũ 9 ra 0.999, tức là ra bằng 1. Ra 1 ha, nhận con -10 mũ 9, ra 1 hay mấy cũng là 1. Vậy nó có một tiệm cận ngang là y = 1. Đề bài hỏi có mấy tiệm cận ha. Đề bài hỏi có mấy tiệm cận gì là mình sẽ có 2 tiệm cận ha, 2 tiệm cận. Rồi tiếp, mình qua câu tiếp theo. Rồi câu tiếp theo ha. Tiếp theo mình sẽ đặt lốc 9x, đặt tất cả cái này nè. Nó bằng T ha, cho nó bằng T. Mình có lốc 9x bằng T, lốc 6x bằng T và lốc của 4x cộng Y bằng T. Thì đây mình suy ra được ha, x bằng 9 mũ T. Đây suy ra được Y bằng là 6 mũ T. Còn đây suy ra được là x cộng Y bằng 4 mũ T. Thì nguyên này gộp lại mình sẽ có là gì? 9 mũ T cộng 6 mũ T bằng 4 mũ T. Rồi mình giải, mình tìm T ha. Bấm xích xô giải máy tìm T ha. Rồi nó gian vô nghiệm này ha. Nó gian nghiệm gì kệ nó, không quan tâm ha. Rồi giờ bài cho là x chi. X chi bằng gì? X chi chính là 9 mũ T chia cho 6 mũ T ha. Rồi mình bấm máy nè, 9 mũ T chia 6 mũ T. Đây 9 mũ X chia cho 6 mũ X bằng bằng bao nhiêu cũng kệ nó luôn. Bao nhiêu cũng kệ nó, mình sẽ lưu vào A. Lưu vào A, vậy mình sẽ có A bằng gì? À ha, lưu vào A ha. Store A. Rồi. A nó bằng gì? A bằng trừ A cộng căn B chia cho 2. Vậy đây mình suy ra được là 2A bằng trừ A cộng căn B. Vậy đây mình suy ra được A bằng là 2A bằng là căn B trừ cho 2A ha. Thì mình nhập máy tính vô, mình nhập máy tính là Fx bằng là căn X trừ cho 2A. Rồi mình dò ra số nguyên thì mình chọn ha. Mình dò ra số nguyên thì mình chọn mod 8 căn X trừ cho 2A 2A bằng đi từ 0 tới 30 tép là 1, được rồi. Không tới 20. Rồi ha, nhìn ha, nếu số nguyên thì mình dừng lại. Đây 51 nè, x bằng 5, fx bằng 1 ha. X bằng 5, fx bằng 1, x bằng 5 là x bằng 5, x tượng trưng cho B, fx tượng trưng cho A. Đề bài hỏi A bình cộng Y bình vậy là 5 bình cộng 1 bình, 5 bình cộng 1 bình là 26 ha. 5 bình cộng 1 bình là 26. Ha, nguyên tắc giải T, đặt T, sau đó mình xí xô mình giải được T. Ha, mình giải được T. Giải T. Sau đó đề bài hỏi với chi, tức là 6 mũ T chia T luôn vô A. A bằng cái này. Thì trở lại giống như bài toán mà tìm hàm số, bài tính toán đích phân vậy đó. Thì mình tìm ra được giá trị AB ha. Mình tìm ra giá trị AB. Rồi mình qua câu tiếp theo. Rồi tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 0,2 ha. Bài toán này mình sẽ nhập vô máy tính. Một hàm Fx mình cho M bằng 100.
một cái hàm g x mình cho m bằng trừ 100 ha, tức là mình xét một số âm một số dương á, nhập vô máy tính nè, nhập là gì, nhập ha, tuyệt đối x mũ 3 trừ 3 x cộng cho 100, rồi hàm còn lại là x mũ 3 trừ cho 3 x trừ cho 100, rồi đi từ đâu, đi từ 0 nè tới 2 nè, tép mình cho nó nhỏ đi 0.1, rồi coi ha, ta hỏi giá trị lớn nhất nè, coi giá trị lớn nhất bên cột fx, giá trị lớn nhất ha, hiện tại lớn nhất là 100 rồi đó. Rồi mình có giá trị lớn nhất bên cột fx là 102, còn cột gx lớn nhất của nó cũng là 102 luôn. Vậy là mình có hai cột này lớn nhất đều có là 102, bên đây cũng là 102. 102 thì bằng là 100 cộng 2 thì mình thế lại nó chính là m cộng 2. Vậy giá trị bên đây là tuyệt đối của m cộng 2. Còn đang 100, 102 nhưng mình quy về trừ 100 ha, vì mình 100 cộng 2 nè. Nhưng mình quy về trừ 100 thì chỗ này phải là trừ, trừ 100 đúng không? Trừ trừ hình cộng, cộng cho 2. Ở đây sẽ bằng là trừ, trừ 100 mình thế bằng m, tại m lúc đầu mình là trừ 100 cộng 2. Vậy giá trị lớn nhất ở bên đây là bằng trừ m cộng 2 ha, bằng trừ m cộng 2. Rồi người ta giải trị nhất bằng 3, vậy mình giải được là m cộng 2 bằng 3 và m cộng 2 bằng trừ 3, giải được m ở đây m bằng 1 với m bằng trừ 5. Bên đây tương tự, người ta cho giải trị nhất vì mình chia ra được là trừ m cộng 2 bằng 3 và trừ m cộng 2 bằng trừ 3, giải này ra được là m bằng trừ 1 và m bằng 5. Rồi sau đó mình có bốn giá trị m nè ha, bốn trị m thì không phải chọn bốn ha, mà mình sẽ thế lại. Vì bây giờ mình thế lại một với trừ năm trước, vì thế một bằng trừ năm trước ha, chỗ này mình sẽ thế là nó sẽ là thế đây nó sẽ là một, còn thế đây là trừ năm ha. Rồi coi giá trị lớn nhất nó phải là ba không ha, thì hỏi ngã nhiều bài. Rồi nè, hãy cột x lớn nhất là 5, vậy là fx là sai, gx là sai rồi, vậy trừ 5 lỗi ha. Chỉ còn cột fx coi giá trị lớn nhất phải là 3 không, mình kiếm số 3 ha, đây giá trị lớn nhất là 3 nè ha, giá trị lớn nhất là 3 nè, vậy là fx của mình là nãy mình thấy là 1, nhận ha. Còn hồi nãy nè gx nè nó chứa lại giá trị lớn nhất là 5 nên là đây lỗi ha, vậy là 1 nó có giá trị là 3, còn trừ 5 nó không có giá trị là 3 nên lỗi ha. Tiếp bên đây mình sẽ thấy trừ 1 và 5, thấy trừ 1 và 5 ha, mình thấy đây là trừ 1, mình sửa đây là trừ 1, thấy đây là sửa lại đây là 5, gx ha, 5, rồi mình cũng coi luôn, rồi mình coi cột fx nè, cột fx ha, coi cột fx trước ha, giá trị lớn nhất của nó là 3 nè, chưa, giá trị lớn nhất là 3, vì nó hỏi điều kiện đề bài nói là giá trị lớn nhất bằng 3 nè, vậy là trừ 1, nhận. Rồi tới giá trị bằng 5 tức là gx, gx giá trị lớn nhất nó phải là 3 nhưng mà mới vô mình thấy là 5 rồi, sai rồi, giờ sai rồi, vậy tóm lại mình chỉ nhận m bằng 1 và m bằng trừ 1, vậy là mình sẽ có hai giá trị ha, hai giá trị, rồi hai giá trị ha. Rồi bài này là mình sẽ hế m bằng 100 và hế m bằng trừ 100, sau đó mình coi giá trị lớn nhất nó bằng nhiêu, rồi sau đó mình quy về m, mình có m mình sẽ hế cho nó bằng 3, tại đời cho bằng 3 mà, rồi tìm m. Có mà mình có bốn giá trị nè, mình hết tìm lại coi có đúng giá trị bằng 3 hay không, mình vào bảng ha, coi giá trị lớn nhất bằng 3 mình nhận, thì bên có 1 chứ trừ 5 thì mình chỉ nhận 1 thôi, bên trừ 1 với 5 thì cũng nhận trừ 1 thôi. Rồi ha, chúc mấy đứa một ngày cuối tuần vui vẻ.